Xin chào, lại là Trường và Mark One đây. Bình thường mình hay đồng hành với các bạn trong việc mà tư vấn hay là lựa chọn một chiếc MacBook phù hợp. Một món bia đã rất ngon rồi, thì bây giờ lạc thì sao? Hôm nay sẽ là một đĩa lạc cực kỳ thơm cho các bạn đấy nhá. Và đây mình gợi ý sẽ là một chiếc ba lô cực kỳ tốt. Vậy thì hãy cùng mình đi theo mình tìm hiểu xem đó là ba lô gì nhá. Chiếc ba lô hôm nay mình muốn giới thiệu đến từ nhà Tom Tok có tên là Flip Rucksack T64. Bình thường thì đối với cả ba lô chúng ta có thể rất dễ dàng nhìn thấy những cái điểm nổi bật của nó, kể cả bên trong lẫn bên ngoài. Thế cho nên trong video này mình sẽ đánh giá nhiều hơn về phần cảm giác và những cái trải nghiệm của mình có với chiếc ba lô này nhá. Có một sự thật khá thú vị rằng đó là mình đã có tới hai cái ba lô ở nhà, cùng với đó là một túi đeo chéo có thể để vừa vặn laptop của mình luôn và sách vở các thứ đầy đủ. Nhưng từ khi nhìn thấy cái chiếc ba lô này là mình đã có hơi dao động một chút là có muốn mua nó hay không rồi đấy. Thì ngay về cái phần bên ngoài tổng thể của nó thôi cũng cho chúng ta một điểm rất là hút mắt rồi. Đối với cả một chiếc ba lô bình thường thì nó chỉ cần làm khóa kéo này, dạng nằm ngang, thế thôi, thế là xong. Nhưng đối với cả Tom Tok thì ngoài việc là công năng sử dụng nó còn phải có tính thời trang nữa. Thì ở đây chiếc ba lô này có thể làm được đúng những yêu cầu đó cho chúng ta. Những cái đường cắt xẻ của chiếc ba lô này nó cũng tạo nên những cái điểm nhấn riêng biệt cho sản phẩm đến từ nhà Tom Tok. Ngay cả ở những cái điểm tay zip cũng được làm thêm một sợi dây nhỏ, màu nó sẽ khác đi một chút so với tổng thể ba lô để cho chúng ta tăng tính thẩm mỹ hơn. Chỉ cần nhìn từ cái điểm này thôi cũng đã rất là mê với cái sản phẩm này rồi. Nếu như các bạn thường tự nghĩ rằng một sản phẩm mà nó đẹp mã thì chắc chắn là công năng nó cũng chả đến đâu đâu. Nhưng đây sẽ là một phản đề cho suy nghĩ ấy, bởi vì ngăn chứa đồ của nó cũng rất thú vị đấy nhá. Bình thường ở bên trong chúng ta chỉ có một ngăn duy nhất để laptop thôi. Nhưng đối với sản phẩm này chúng ta sẽ được gấp đôi lên luôn. Tức là nếu như bạn nào mà có tới hai cái laptop muốn để ở đây thì vẫn thoải mái luôn. Thực ra thì với cái công năng sử dụng của cái ba lô này ấy, thì chúng ta có thể để được một laptop này, một iPad này vào cái ngăn để laptop rất là ok. Và một điểm nổi bật hơn so với những sản phẩm khác mà chiếc ba lô T64 này có, đó là phần mà chúng ta để laptop á, nó không được may liền vào trong đáy đâu. Tức là nó sẽ may ở thân của ba lô. Như vậy nếu như chúng ta có đặt cái ba lô của chúng ta xuống đất mạnh hơn một chút thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến với cái laptop của chúng ta cả. Và đây là một điểm mình rất là thích về cái sự tinh tế này của Tom Tok. Dù cho có hai ngăn như vậy nhưng mà khoang chính của chúng ta vẫn cực kỳ rộng rãi. Cái này nếu như các bạn có mang để đi du lịch chẳng hạn, chúng ta để nhiều quần áo nó cũng không thành vấn đề luôn. Đối với cái ngăn các bạn có thể nhìn ở trong cái đoạn video mình quay ở đây thì gần như là chúng ta có thể để mọi thứ một ngày mà chúng ta cần vào, kể cả về sách vở này, giáo trình này, tài liệu hay là bất kỳ cái gì khác. Thế còn nếu như mà chúng ta để thêm hộp bút hay là sạc dự phòng hoặc là một cái gì đó chẳng hạn, những cái đồ phụ kiện khác thì chúng ta để ở đâu? Vẫn còn hai ngăn rất là lớn ở đây nữa. Và hai ngăn này mình thấy họ thiết kế cũng rất là hợp lý nhá. Nó vừa đủ to mà nó cũng vừa đủ nhỏ. Tức là khi mà chúng ta so với tổng thể của chiếc ba lô này thì nó vẫn nhỏ thôi, nhưng nó vẫn có thể để đầy đủ được. Đây là một cục sạc dự phòng mình có để là 20mAh, nó rất to nhưng mà để vào đây nó cũng khá là vừa vặn, không bị thừa nhiều quá, không bị thiếu. Cùng với đó một con chuột MX Master 2 nữa thì thoải mái luôn. Bonus thêm nữa nhá, ở phần ngăn bên ngoài này, phía trong chúng ta vẫn có hai cái ngăn giống y hệt như là cái phần khoang chính của chúng ta, để chúng ta để thêm những cái món đồ khác, ví dụ như là ví này hoặc là vé xe, chìa khóa xe, để vào đây cũng rất là tiện. Gần như là những cái thứ gì mà mình có thể mang đi trong một ngày, từ máy tính, sách vở, bút, sạc, các thứ vẫn có thể để ở đây, hoàn toàn tốt. Hai ngăn bên cạnh này của chiếc ba lô có thêm một cái phần đai cao su nữa, giúp cho chúng ta có thể để những cái bình nước, kể cả là lớn hay là nhỏ, nó fit vào với ba lô, không bị thừa quá. Nhiều ngăn như thế, tiện lợi như vậy thì chắc hẳn là chất liệu của nó cũng phải tương xứng đúng không? Và đúng là như vậy. Hai phần chính ở trên chiếc ba lô này, nó như các bạn nhìn ở trên video này nhá, nó sẽ có hai cái điểm riêng biệt như thế này. Nhưng mà đa phần thì ở trên này nó vẫn là polyester thôi. Nhưng mà cái điểm mà mình thích nhiều hơn về cái chất liệu nó nằm ở cái phần quai đeo. Quai đeo của chúng ta ở đây sẽ có một lớp xốp ở bên trong nữa, giúp chúng ta có cảm giác đeo nó êm ái hơn, rất là mềm và nó không gây cảm giác khó chịu gì cả. Cùng với cả phần dây đeo thì phần mặt lưng của nó cũng có một lớp xốp và nó lồi lên, giúp chúng ta có thể ôm vào lưng một cách dễ dàng. Và cái điểm này mình rất khen nhá. Bình thường đối với cả hai cái ba lô ở nhà của mình, nó khá to, đeo cũng rất là ok, nhưng nó lại bị một cái, đó là đeo nó rất mỏi bởi vì nó không ôm vào lưng. Nhưng chiếc ba lô này nó ôm hoàn toàn vào lưng của chúng ta luôn, cho chúng ta cái cảm giác kể cả là các bạn có mang một chiếc laptop 16 inch đi chẳng nữa thì nó cũng không có cảm giác là quá nặng nề đâu. Nó sẽ giảm thiểu cái cảm giác đó đi và đeo nó cực kỳ thoải mái luôn. Phần khóa kéo cũng như là phần cài của chiếc ba lô này cũng rất tốt nhá. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy IKK, một thương hiệu quá nổi tiếng về việc làm khóa kéo rồi, và chúng ta có thể yên tâm về sự bền bỉ của phần khóa kéo này. Các bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về hãng IKK này để chúng ta có thể biết được về cái độ bền chắc chắn của chiếc ba lô này nhá. Đang tiện nói về chất liệu thì
một điểm chê lớn nhất mà mình muốn nói về cái ba lô này, đó là nó không có khả năng kháng nước. Với chất liệu này thì chúng ta không thể gọi là đòi hỏi về cái chất liệu kháng nước được. Và nếu như các bạn nào có đi mưa với chiếc ba lô này thì có lẽ là nên để vào cốp, hoặc là nên mặc áo mưa trùm vào cho nó nhá. Tất nhiên là không có gì hoàn hảo cả. Việc mà nó không có chống nước cũng là cái nhược điểm của nó. Nhưng những gì mà mình đã nói bên trên có lẽ cũng đã đủ thu hút đối với các bạn khi mà lựa chọn một sản phẩm ba lô đồng hành với chúng ta mỗi ngày. Và một cái ưu thế nữa khi mà các bạn sử dụng và chọn mua những sản phẩm của Tom Tok, đó là những sản phẩm của Tom Tok đều có bảo hành. Và bảo hành của chiếc ba lô này sẽ là 12 tháng cho phần đường kim và phần khóa kéo. Tức là nếu như các bạn dùng khóa kéo mà nó bị kẹt đó, nó không đúng chất lượng như kiểu mà bình thường các bạn dùng hàng của IKEA, thì các bạn cũng có thể đến với Mark One đưa cho chúng mình để chúng mình gửi lên hãng bảo hành cho các bạn nhé. Rồi, huyên thuyên một vòng như thế rồi thì bây giờ giá của chiếc ba lô này là bao nhiêu? Hiện tại như trên trang chủ của Tom Tok đang có giá là khoảng cỡ 1 triệu rưỡi đó, nhưng mà ở Mark One thì chỉ có hơn 1 triệu 3 một tí thôi. Ngoài ra, nếu như các bạn là khách hàng cũ nữa còn sẽ được giảm giá 10% với chiếc ba lô này để có thể tiện lợi mà lựa chọn. Hiện tại thì ở Mark One đang có sẵn hai màu là màu đen và một bản màu nữa là bản màu xanh lá cây. Bản màu xanh lá cây này thì các bạn sẽ rất là khó tìm, kể cả như là các bạn có lên trang chủ của Tom Tok cũng không thể tìm thấy bản màu này. Bởi vì có vẻ như là bản màu này hình như là bản limited thì phải, nên là gần như là rất khó kiếm. Nếu như các bạn yêu thích cái màu xanh này thì hãy đến ngay với Mark One để lựa chiếc ba lô này nhá. Rất là ít số lượng cho chiếc ba lô màu xanh này đấy. Đó là một vài trải nghiệm của mình đã có với chiếc Tom Tok Flip Rucksack T64. Nếu như bạn nào đã có cảm tình với chiếc ba lô này rồi cũng có thể click vào link mình để ở phía bên dưới để có thể đặt ngay sản phẩm này nhá. À, còn thêm một điểm nữa. Đối với cả cái bản màu xanh lá cây là một bản các bạn sẽ rất ít khi nhìn thấy, và nó cũng sẽ khác với cả các bản còn lại. Đó là phần bên trong này của chúng ta sẽ không phải là gấp như là những cái bản thường mà các bạn có thể chọn nữa, mà nó sẽ là phần khóa kéo, nó chắc chắn hơn, nó yên tâm hơn, nhưng mà nó cũng ít tiện dụng hơn, tùy các bạn lựa chọn nhá. Đến đây thôi. Nếu như các bạn đã có cảm tình về chiếc ba lô này, hãy để lại một nút like, một đăng ký kênh cho kênh YouTube của Mark One để không bỏ lỡ những nội dung cực hay có trên YouTube, YouTube Short và TikTok nhá. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.